chơi cái gì đây? Nâu nâu. Nâu nâu nâu. Nâu. Wow. Đúng rồi đó, mẫu đồng này bắn cho. À, tìm chú rể cho cô dâu đúng không? À. Ừ, đúng. Đây đây đây, đây chú rể nè, cài cái bông giống đó, đó thấy không? Cái bông cài trên áo giống cái bông cài đầu của cô dâu vậy đúng. Ôi, tiếp theo. Rồi, cái gì đây? Cái gì đây nhỉ? Chị máy tính, chị khỏe. Chị bên máy tính. À, không phải. Cái gì cộng cái gì bằng cái gì á? À. Cái bàn phím. Chị khỏe đây. Chị khỏe. Cái bàn phím. Cái bàn phím. Bộ vậy. Kể tiếp đi. Kệ nó, quy luật của nó là vậy. Quốc gia nước Úc, nước Úc, nước Úc. Nước Úc đó à. Hát đúng không? Đúng rồi. Nhà hát con kangaroo nữa kìa, nước Úc. Cờ nước Úc đâu? Cờ nước Úc đâu? Này hả? À. Mỗi đem ra đi một. Yeah. Ồ, có 3-7 nha. Cờ nước Úc chúng ta đây. Yeah. Con chiến thắng nha, con bé thua. Vẽ để chặn những cuốn sách này vô cái đầu nè để học cho giỏi đó. Cổ sống vô. Vô cho à vô rồi. Rớt ra ngoài một chút nữa. Rớt ra ngoài mùi dễ giỡn quá. Mùi dễ giỡn quá. Rồi dẹp kiến thức vào đầu bạn ơi. Dẹp. Rồi tìm những đồ vật nha. Tìm những đồ vật nha đây. Bạn này đi tìm. Ồ cái tim mà mùi tìm được trái tim rồi. Mà tìm chứ. Nha, bắt đầu chứ. Mùi xích ra. Cái gì con chỗ kìa. À cái con sao tìm cái đây. Em thấy con chuột nè. Rồi còn gì nữa, cái lò ăn gì á. Cái lò ở đâu? Cái lò đó. Đang ngủ. Người đàn ông đang ngủ. À, rất là nhiều đồng hồ bây giờ là sao? Ủa? 7:12, 7:12. À có cái đồng hồ sai. Đồng hồ này. Đúng hết rồi mà. Ủa? Bôi hết rồi. Ủa vậy là bôi mấy cái đúng, chừa lại cái sai, phải không? Hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật. Không, đồng hồ gì cũng không có tác dụng, đúng hay sai cũng không tác dụng nha, nó vẫn ngủ nha. Cho con sắp nó đi lấy hàng rẻ phải không? Đúng rồi, lên. Qua. Dạ. Xuống. Lên. Một cái nha. Qua. Hai lên. Qua. Ăn dê. Ăn. Có con qua ở giữa nè. Nó lấy con qua ở giữa không? Ra cửa. Chứ còn bị nhốt không đó, nhốt quận 7 thì sao? Cái này gì bánh kem hả? Không, sushi trứng cá hồi, sushi trứng ốp la nữa nè. Sushi trứng cá hồi. Hình như cho cháu mèo á. Ba dĩa một dĩa là một mèo. À, hiểu rồi. Hiểu rồi. Bằng mũi nhỏ mà. Không cho nữa. Ba cái mới được. Rồi, một cái. Cái này chơi dạng như chơi Rubik vậy đó mà dễ hơn. Yeah. Cuối cùng Rubik cũng đúng nè. Ủa nhìn. Cuối cùng sushi cũng đúng nào. Ba dĩa là ba người ăn luôn á. Rồi. Ồ, cái này là gì? Bầu trời tại sao cái tăng. Không phải làm ra bức tranh gì giống như cái chổi và một thỉ. Halloween nữa này, Halloween đúng không? Wow, chết bí ăn mồi đội mũ. À. Để hội Halloween quay nữa. Mình quay sao cho nó trời. Rồi đúng rồi.